chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Rồi ngày hôm nay anh em mình cũng đang rảnh rỗi các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi câu gắn mối. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng với anh em mình cùng đi câu gắn mối ha. Rồi mời các bạn theo chân mình nha. Giờ mình đang đi xung quanh nhà của mình nha các bạn. Nhấp lại ha. Lòn qua cái góc đó luôn đi. Đi tới luôn á. Có một tim nha các bạn. Đó mục tiêu ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi, sợ quá. Gì vậy? Sấy hả? Còn chưa ăn. Quá hay các bạn ơi, đây con đầu tiên các bạn nào, được coi rồi bỏ vô. Trời ơi, nó ỉa hay vậy? Có gì đâu. Rồi đây các bạn, mình đi câu cá mối mà phải cái túi bên lớn vậy nè. Đó. Câu bắt quá, câu cá dê đựng cũng được. Anh em mình đi ra lộ, đi tới vị trí khác nha các bạn. Tiêu xuất hiện các bạn. Hay quá. Đây các bạn ơi. Có lý. Con thứ hai. Còn Có lấy. Chưa, nó chưa cắn lưỡi. Nó cắn cái miếng ấy à. Nó chưa cắn lưỡi. Rồi. Lấy cái máy ra em giật con lưỡi đó.
Tiếp tục. Quá hay luôn các bạn ơi. Cho nó nắng nhấp nhấp cho nó ngồi vô các bạn ơi. Cục mồi mà mình làm được có ba câu các bạn ơi. Còn mồi luôn các bạn ơi. Đây mấy anh em mình câu bằng mồi trùng nha các bạn. Nhấp tiếp hả? Có giật đi rủ nó ra ngoài đi. Chủ ra ngoài trống nè. Nhát luôn rồi. Nó kẹt kẹt vô cây cũng khó. Chạy luôn rồi đi. Chạy luôn rồi mấy bạn ơi. Không biết là nó kẹt vô cây khó. Dướng luôn hả? Nhấp lại hả? Đi vô. Nè, nhấp cốc bên đây coi. Phát hiện mục tiêu nha các bạn. Thấy không? Nhìn dưới cây nó điện ơi. Hay quá. Hay hey. Gì mà hay chú dính rồi hay. Rớt xuống dưới hay trên tàu lá. Trời. Móc hết rồi này. Ừ.
cục nó cũng nao nằng. Nó khôn ha, khôn vậy nó dính chứ ngu đâu dính. Trống này dễ, em cầm luôn, em cầm để vô luôn. Thêm một con nữa nha các bạn, hồi vũ nó xuống. Nó chuối hay là nó ăn vậy? Đĩa. Chạy luôn hay vậy? Khó à, nó kẹt 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 cái khó. Sảy à. Thôi những cái nó có mấy hàng gần gần. Rồi, nãy giờ anh em mình đi một vòng cho tầm cũng khoảng trên tiếng rồi nha các bạn. Đây sản phẩm cuối cùng được có 4 con gắn mối à. Thôi giờ mình tạm dừng video đây. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha.